ở lòng bol mờ gấp biểu a lá hiệu chùa tam sóc trăng là tia tần gó giàu làm nem a lá chế bà tiền lòng bol âm bà tam anh ít bòn đỏ đi cái đỡ tút mờ sóc trăng hè bánh chuối quế a lá chùa nem mờ gầy tần gó bà ta giàu làm nem cùng về nũ spin đơn trong lòng bol tia đỏ. Sóc Trăng là anh ấy bòn ghế rứa trong Khmer. Cập bây giờ tôi phép rằm bản nát giang khải chào tạm tôi phép văn triệu trong Khmer tạm đồng bằng sông Cửu Long. Dắt rớ kỳ sân này trong Khmer Sóc Trăng né bờ đơn giao lâm nèm với dưới rài. Ghế dần rờ tạm hớ là chùa Phật giáo Nam Tông. Bàl mơ si hiu ghế bách tân mòn nhằm ngành. Sóc Trăng tu đò ghé xin trên bàn nằm chùa Nam Tông Khmer tâm hớ ghé ai lấy hiệu chùa giàu nấy mời pram riang sơn năm mơ chầu Khmer chùa là té bờ đơn nũ spin đơn tra bó mơ cập nái chầu Khmer dớ rài và tu đế tu đơn tu sang rài bơ tài khá rớ chầu Khmer drum dách Phật giáo ra Sóc Trăng là anh ý bơ trơm bờ hì quế tâm đớ lọt dụ ngày đò ghé mắt tam gùng tôn đức thắng tam đồ ấn ý đờn là nàng ghé đâm chi đờn chùa Kleng là đồ tam chùa Khmer giàu tam ấn ý đồng bằng sông Cửu Long sau năm đồ bồ sang sinh nhất chùa ghé bật nì là anh ý hiu niam bật nát lờ gà dắt dân đầu giàu lời quần chùa Kleng ghé tân mòn sau năm đồ bồ pram riang pè dứt pè tam chùa Kleng ghé chính điện hiệu hội hiệu tăng hội trường mờ a lá anh ý hiệu đầy và ta nem tam chùa Klen là ghế lỡ hiệu rừng châu Khmer Nam Bộ giàu bồ hi cởi ngăn a lá si rụp a lá si bách vần ca hà đăng chùa đò xây dựng một cái ngôi chùa đó phải có chánh điện. Bên tàu từ năm chùa bằng ghế tránh điện. Tránh điện là té đơn anh lá sư nhập hạ, lích hạ, đú khoai, dắt a lá bróa đú khoai. Rụp tầm tránh điện ghế pe, còn chào, chào Khmer, chào Yuan, chào Hoa. Mơ chào Khmer anh ít Nam Bộ, còn cầu bớt chích bạc nằm tình gú, ghế hiệu bồn há, làm tút chùa tù. Tú giờ tụ tập quân tròn pè cần hay mờ bớ pè tút quan sân năm hai giới rài lo tu là giao lâm chào clau Khmer đơn bớ sâm giáo lý hiệu Phật bớ sâm đỡ đất còn chào nên là ghét tổ mơ chào mẹ bạc ghế bớ sâm gớt chiền chào giác chài a lái chào né tu tầm đò drum ghế đã là gà kỳ ngàm chào Khmer ở Spindon hớ là a lái chào né lơ nhằm bóa bờ sâm gít lỡ tơm xá. Bước ra từ gia đình rồi, thì khi đó là cha mẹ chúng ta không còn lo âu gì về chúng ta nữa. Khi mà mình vào đi á, tự nhiên thôi. Tú là tú tầm đo đừng tù hè gó, rai kít nhằm hè ra lâu. Tú tầm đo là dắt nữ cơn khách gó bó, hè gó tùy. Gít tổ mơ chào mẹ bạp. Mơ đi gần hè cùng dắt Phật giới rải tình. Hơi là dắt nữ khách gặp bó. Clò đất tút bà ta cảnh bà ni tạm chùa là dưới rào mà già đớt đo đường bò hì gó ngăn bà ta chạy rồi gây. Ở ghế bách xi măng, sông rinh hay là đá gạch bờ cao. Hay là sơn màu bị lá chuồn đầy, chùa chén kiểu. Ghé lơ bơ a lá si pet tròn preng nếp bờ chá. Ăn dream là tú giờ, đơn a lá châu, tờ gùm bơ sram giáo lý kinh Phật, mờ đỡ Pali tam chùa Salon. Cập ở tú bơ sram ghé lâu bạc giấc ná châu. Tú a lá sư tú mơ chùa chén kiểu, bơ ta bơ chờm hơ là bơ sram giáo lý hiệu Phật, mờ đỡ bạc là bơ sram đỡ Pali. Đó là đồ đỡ đất lờ gà ra Phật, mờ bản chất hớ là đỡ Khmer.
của tôi đớt té lây ghế chào khờ mẹ, té hớ ở của tôi bá a lá hiệu chùa. Chùa ở mình là té bà tân nũ spin đơn, mà găm là lần bà sram, là anh ý bà tân giàu lâm, bà to bà ti bòn lờ gà. Tân tâm tú thoa lờ gà bà bị tú đo, chùa Phật giáo nằm tông khờ mẹ, găm tân gó bà ta prạn hề đi, là qua màng ngăn tâm bà hấp bà to bà ti, bà ta kýs mơ prap gà rì lâm nèm chào khờ mẹ.